Em ngồi yên đi để anh lau cho. Em có sao đâu. Đưa đèn lau cho. Cứng đầu vừa phải thôi. Hồi nữa xong là đưa em về nhà đó. Nhưng mà người em dày sao về nhà được. Chứ sao giờ? Hay là để anh đưa em về rồi nói với ba má em á, là em bị té xe vậy được không? Thôi bà em không tin đâu. Hay là anh cho em ở nhờ một đêm nha. Em sẽ điện thoại nói với ba em là hôm nay cơ quan có việc gấp, em phải ở lại trực. Ba em tin liền ạ. Em ở đây hả? Thôi được rồi, vậy tối nay em ở đây đi. Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn. Hay là em ăn mì tôm được không? Dạ. Với lại anh cho em mượn bộ đồ luôn nha. Ừ. Alo, Thủy đó hả con? Dạ ba. Hôm nay cơ quan có việc gấp, con phải lại trực đó ba. Nhớ về sớm nghe con. Dạ, sáng mai con sẽ về. Dạ, chào ba. À, bye con. Đồ em nè, xuống tắm rửa thay đồ đi. Em mới gọi điện thoại cho ba em rồi, ba em tin liền á. Em đi thay đồ nha. Thủy nè, em nói cho anh biết đi, em làm gì mà ăn bận quái đản vậy? Trông giống như hán tuồng lắm hả? Không phải vậy, em đang định làm gì mà bí mật giấu anh? Thì em chỉ muốn mình nhìn già hơn chút. Thủy à, em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Thật ra em định trà trộn với đường dây của Hoàng, chỉ như vậy mới lột được mặt của hắn. Anh biết không, Quang không thu thập được gì từ hắn cả. Hắn đúng là một con cáo già. Nếu không làm rõ được vụ này, Quang sẽ đi tù thay hắn. Em không thể để vậy được. Anh cũng đồng ý với em, nhưng không phải bằng cách này. Và em thấy đó, những vết bầm trên mặt của em là kết quả của vụ thâm nhập đó. Nhưng mà em có chút manh mối rồi. Chuyện đó để anh tính. Thôi em ăn mì tiếp đi. Vậy cũng được, cảm ơn anh.
Ngày mai em không đi làm, anh xin phép giùm em nha. Ừ, thôi em ngủ đi. Ừ, anh ra ngoài đi. Vô tâm thiệt, đúng là con gái. Gì? Anh nói xấu với em đó. Anh đâu có nói gì đâu, anh chỉ nói lúc em ngủ nhìn thấy em đẹp lắm. Xạo. Thôi em ngủ đi, anh đi ra ngoài. Anh ngủ ngon. Alo, đội trọng án nghe đây. Tôi mẹ Thủy đây. Làm ơn cho tôi hỏi thăm Thủy có ở cơ quan không? Đêm qua không thấy nó về nhà. Không biết là ở cơ quan có việc gì không nữa. Dạ, thưa bác, đêm qua cô ấy trực. Hiện cô ấy đang bận công tác ở ngoài rồi. Có gì bác gọi di động cho cô ấy đi ạ. Tôi đã gọi di động cho Thủy rồi, nhưng mà không được, cho nên tôi mới làm phiền cậu. Cậu có thể cho tôi biết hiện nay cháu Thủy đi công tác ở đâu? Thưa bác, cô Thủy do thủ trưởng Hòa phân công, cháu không rõ lắm ạ. Vậy thôi, cảm ơn cậu nghe. Dạ, dạ con chào bác. Thank you.
anh Hưng. Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị rồi. Anh có mua cho em bộ đồ mới. Anh biết em sẽ chẳng dám ra đường khi mặc bộ đồ ngủ của anh. Chiếc váy hôm qua của em anh bỏ đi rồi, vì nó chẳng còn hình hài gì nữa. Anh đợi em ở cơ quan nha. Đứng lại. Đi đâu vậy cô em? Dạ em đi tìm chị Hoa. Chị Hoa nào? Em là gì của chị Hoa? Em là em họ của chị Hoa với quê mới lên. Chị Hoa nói là hẹn em ở đây nè. Thiệt không? Thiệt. Muốn bia không? Không. Đi theo tôi. Sao em đến sớm quá vậy? Tại em nôn quá. Ở đây đẹp ghê chị hen. Ừ. Ở đây đẹp, vậy thì em ở đây luôn đi. Khi nào Má Hoàng ngủ dậy á, thì chị dắt em qua gặp Má Hoàng. Má Hoàng là ai chị? Má Hoàng á, là người quản lý ở đây. Má rất là rắn, nhưng được cái á, là chơi được. Đi qua bên này nè em. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em còn sự lựa chọn nào khác đâu chị. Ở đây á, tuy gò bó nhưng mà có bảo kê, nên là mình không có sợ bị ức hiếp hay là bị tranh giành khách gì hết trơn á. Mà em làm ở đâu hả chị? Thì làm ở đây nè em. Ở đây hả?
Sao em thấy vắng que vậy? Trời, tí nữa tối em khắc biết. Chỉ sợ em không có sức để phục vụ khách mà thôi. Chị làm ở đây bao lâu rồi? Chị làm ở đây được 10 năm rồi em. 10 năm? Nếu như là em á, thì em sẽ cố gắng kiếm một số vốn, sau đó mở một quán nước nhỏ. Thì chị cũng tính như vậy. Nhưng mà trừ khi chúng không cần đến mình, chứ tự ý mà bỏ đi thì khó lắm em ơi. Hiếm có ai được như con Hằng lắm. Hằng là ai vậy chị? Chị quên, nó là người làm ở đây, được má cưng chiều nhất ở đây đó em. Trước khi nó rời bỏ đây á, nó được má cho một khoản tiền lớn nữa đó em. Sao chị mới được vậy? Chị không biết. Mà có thể là cô ta làm nhiều việc khác nữa, có trời mới biết thôi. Em suy nghĩ kỹ lại đi, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn. Dạ em đã quyết định rồi, chị cho em theo chị nha. Thôi được rồi, nếu em đã quyết định như vậy. Dạ. Chị sẽ dìu dắt em. Chào má. Mới sáng sớm có việc gì vậy con? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi em. Đứa nào đây? Tôi nhìn tôi thấy quen quen đó nha. Hình như tôi nhớ tôi gặp cô đâu rồi đó nha. Cô có tới đây rồi phải không? Dạ chưa, em chưa tới. Dạ, nó là em của con, ở dưới quê mới lên đó má, muốn xin vào đây để làm tiếp viên á. Em thiệt không hả bà? Dạ, em con thiệt mà má. Cái cô kia đã làm ở đâu chưa? Dạ chưa. Cô biết làm gì? Dạ, em biết rửa chén rửa ly. Cái đó đây không có cần cô. Má, nó có thể tiếp khách mà má. Dạ, em đang cần tiền. Cô đó gọi tôi là má, xưng bằng con, biết chưa? Dạ. Nó có thể làm ở ba thiệt không á mày? Dạ thiệt mà má, nhưng em nó mới lên, con phải dạy bảo nó nhiều điều nữa. Chắc là được thôi, đang thiếu người mà, đừng có lo. Mày đưa nó ra ngoài để tao hỏi ý kiến ông chủ đã. Dạ. Lẹ đi. Đi. Chị sẽ dìu dắt em. Đi em. Quang, lên đây tao biểu. Giữ giùm em.
Dạ, đại ca ơi, đại ca. Con nhỏ nào vậy? Dạ, em có con quỷ cái qua. Tụi bay phải cẩn thận. Chọn người thì phải biết rõ nguồn gốc nghe chưa? Dạ, em biết. Nhưng mà giờ phải sao hả đại ca? Tại sao mày có thể hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Chắc tao không thể sử dụng mày thêm được nữa. Đại ca, đầu óc em tuy ngu xuẩn, có vấn đề không còn mách mát, nhưng mà cũng không đến đổi. Đại ca dạy bảo em á, em hiểu ngay liền đó. Bây giờ đại ca muốn em làm gì em cũng làm hết á. Theo mày thì nên làm gì? À, đại ca, bây giờ là mình không cho nó làm ở chỗ mình, cần thiết á cho nó theo con hằng luôn. Mày không nghĩ ra trò nào hay hơn à? À, hay là đem bán nó cùng chiến hàng đợt này đi đại ca. Không, tao thì lại thích chơi trò mèo dờn chuột. Ủa, nghĩa là sao hả đại ca? Em không có hiểu. Nó thích sống cuộc đời của một con điếm. Thì tao sẽ cho nó được thỏa mãn. Mày, lệnh cho con qua bắt nó học đủ chiêu của một con điếm. Nhưng quan trọng, không cho ai đụng vào, nghe chưa? Dạ. Đại ca quả là cao cơ. Biến đi. Dạ, tôi đi các em đi. Đưa giỏ cho em. Như vậy là sao? Em về thì thấy cô ấy để lại mảnh giấy này, điện thoại thì cũng để đó luôn. Tôi đã bảo là cậu theo sát con bé rồi mà. Bây giờ tôi biết ăn nói làm sao với ba má Thủy đây. Hôm qua cô ấy về, em thấy cải trang giống cái làng chơi lắm, rồi lại còn bị đánh bầm tím. Em nhìn hoài á thì mới nhận ra. Em nghĩ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Vậy liệu cổ có tới quán bar đó không? Không dễ gì vào đó được đâu. Em sợ rằng cô ấy sẽ tìm tới, nhưng không biết bằng cách nào thôi. À, hay là đem vào hỏi thử coi. Nếu mà Thủy xông vào quán bar thì thật là nguy hiểm cho con bé. Nhưng ta phải biết cô ấy đang ở đâu chứ. Con nhỏ này thật là liều mạng, vô tổ chức kỷ luật. Nếu mà tự ý nó làm như vậy á, thật là nghiêm trọng nghe Hưng. Dạ, sếp cứ để đó, rồi em sẽ tìm cách tiếp cận, chứ biết sao bây giờ. Hưng à, cậu phải thật cẩn thận nha. Dạ, em biết rồi. Anh à, nhà Thủy gọi. Nhà Thủy gọi à? Chắc có lẽ em phải đến nhà cô ấy thôi. Không được, ba Thủy thì có thể thông cảm được, còn má Thủy thì không thể chấp nhận đứa con gái duy nhất của mình xa vào cái lũ quỷ đó. Bây giờ mình phải làm sao hả sếp? Thôi được, chuyện này để tôi tính. Hay là con nó đi dự dạ hội hóa trang với bạn bè? Đi dự hội hóa trang chứ đâu phải là trinh sát đâu mà không nghe điện thoại. À, bà nói rất đúng.
Lần này nó về á, tôi phải cho nó biết thế nào là thiếu quân luật, không thể dễ với con bé này được. Dạ, con chào bác. À, chào cháu. À, chào chị. À, chào chú Hòa. Lâu lắm rồi tôi mới gặp chú. Có anh ở trong nhà không chị? Có, ảnh đang ở trong nhà. Chú với lại cháu vô nhà chơi. Dạ. Dạ. Có chuyện gì sao chú Hòa? Dạ. À, giờ này cơ quan em bận nhiều việc quá nên không có thường xuyên ghé thăm anh chị được. Chú từ cơ quan đến đây, chú có thấy con Thủy tôi ở đó không? Thì em đến đây cũng vì việc đó đó. Sao? Con Thủy nhà tôi có việc gì hả chú? Ông ơi. Kìa bà, cứ để chú Hòa cụ Hưng uống nước cái đã. Chú và cháu uống nước đi. Bà ấy lúc nào cũng vậy, chú thông cảm. Con Thủy nhà tôi đi từ tối qua đến nay chưa về. Chú có biết nó đi đâu không? Dạ, hôm qua Thủy phải trực bác à. Nếu trực thì hôm nay phải về sớm chứ. Dạ, chuyện là như vậy chị. Đội của em có một vụ án ở ngoài tỉnh. Thủy là người mới nên em cử đi theo để học đồng đội cũ. Sao ông không nói năng gì với tôi một câu vậy? Nhiệm vụ mà, có thể lên đường bất cứ lúc nào, đâu có biết trước mà nói với bà được. Nhưng đáng lẽ ra nó cũng phải được gọi điện về nói với tôi một câu chứ. Đã đi làm công việc như vậy thì không được sử dụng điện thoại chị à. Thôi bà cứ yên tâm đi, ở đây có chú Hòa rồi, chú không để con bà gặp nguy hiểm hay khổ sở gì đâu. Nếu nó có kinh nghiệm như các chú thì tôi cũng đỡ lo. Đằng này mới vào nghề, nó còn lập cập lắm. Dạ, cháu Thủy nhà mình nó cũng khôn ngoan sắc sảo lắm. Vậy nó phải đi đến bao lâu mới được về hả chú? Kế hoạch là đơn vị của em có một vụ án mà phải đóng lại từ 1 tới 2 tháng chị à. Nhưng mà nếu có dịp á, em sẽ cho cháu Thủy về thăm anh chị sớm hơn. Chú nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Thôi chú và cháu uống nước đi. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thôi cháu xin phép. Giờ cháu phải đi trực rồi. Ờ, cháu phải về trực hả? Dạ. Dạ, em xin phép anh chị. Hôm nào rảnh rỗi em sẽ tới thăm anh chị. Hôm nào rảnh chú ghé lại chơi. Dạ. À, có chú về. Dạ. Ừ, chú và cháu về ha. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Nè, mấy chú không qua được mắt tôi đâu. Dạ, anh. Vì lý do công việc, tôi không dặn dẹo chú. Coi như tôi giao thủy cho chú, nhớ bảo ban nó đừng để nó gặp nguy hiểm. Thôi mấy chú về đi. Dạ, em chào anh. Dạ, cháu về. Ừ. Em sao vậy? Sao đâu? Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì? Thì những chuyện đã xảy ra với anh. Có gì đâu nói. Anh hỏi em, tại sao em giúp anh? Em biết anh không có giết Hằng, cho nên em không muốn có rắc rối cho anh thôi. Vậy tại sao em vẫn có thái độ lạnh nhạt với anh? Em không tha thứ cho anh à? Anh có biết là rất là khó không? Những gì mà đã in sâu vào tâm thức rồi, nó rất là khó quên. Mỗi khi em nhắm mắt lại thì những tấm ảnh đó lại hiện lên trong đầu của em. Em cũng xem những tấm ảnh đó à? Không chỉ riêng em, mà tất cả mọi người cũng biết nữa. Mọi người đều nhìn em với cái ánh mắt thương hại. Anh biết tội lỗi của anh quá lớn. Em muốn đánh, muốn chửi rủa, muốn làm gì cũng được. Nhưng anh xin em đừng lạnh nhạt với anh. Ghê quá à, như máu vậy đó. Như vậy á, buổi tối mới gây được ấn tượng chứ. Nhưng mà chị nghĩ á, mặt em trang điểm nhẹ nhàng nó đẹp hơn, chứ trang điểm đậm không có hợp đâu. Thôi bà chị ơi, chị nói ba cái đó làm gì? Vậy nó cách ngủ với đàn ông như thế nào, vừa không tốn sức mà vừa kiếm được nhiều tiền. Nếu vậy em phải học mỗi người một ít mới được. Cái đó thì chỉ có bà Hoa dạy thôi, còn tụi này thì phải giấu nghề. Thôi em đừng có để ý tới tụi nó làm gì, theo chị ra ngoài. Dạ. Đi. Em đi coi nè. Alo. Na đó hả con? Bà ngoại đâu mà sao con gọi điện cho má vậy? Má biết rồi, con ở nhà ngoan nha. Ít bữa nữa má sẽ về nhà thăm con. Con ở nhà với ngoại ngoan nha. Bye bye con nha. Con gái chị hả? Ừ. Lâu lắm rồi chị không có về thăm nó. Con của chị nó ngoan lắm, nó học giỏi nữa chứ. Chị sẽ cố gắng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Chị muốn là sau này á, nó làm kế toán của một công ty thật là lớn, không như chị bây giờ đâu. Mà em ở đây mấy ngày rồi, sao chưa xếp em làm gì hết trơn vậy? Hay là em muốn về thăm nhà được không?
Không được đâu em. Hàng mới ở đây như em là chúng canh giữ kỹ lưỡng lắm. Má Hoàng không có cho em ra ngoài đâu. Thì em chỉ muốn vậy thôi chứ đâu có dám làm phiền chị. Hay là chị cho em mượn điện thoại gọi về nhà một chút được không? Điện thoại này á chỉ được nghe thôi, không có gọi ra ngoài được đâu em. Bọn chúng á kiểm soát kỹ lưỡng lắm em mà. Dạ. Bây giờ em mới hiểu kinh doanh trên thân thể là như thế nào. Em đã theo chị thì phải cẩn thận đó. Mấy đứa ở đây á sẵn sàng đánh chửi nhau chỉ vì giành khách thôi đó. Có khi nó hại cả tính mạng của em nữa. Đừng bao giờ để chúng biết á là em được khách cưng chiều, nghe chưa Thủy? Em không hiểu. Thì nói tóm lại á là làm chuyện gì cũng phải biết giữ thân giữ mình, đừng có tin người quá. Không hiểu gì sao mà chị coi em như là em gái của chị vậy đó. Thì không chị. Có lẽ vì thấy em có nét gì giống chị vậy đó. Cũng có thể là tụi mình đã nợ nhau từ kiếp trước. Vậy chị cứ coi em như em gái. Có gì thì chị bảo cho em. Cần chị cứ tâm sự với em cho nhẹ nhõm. Sống ở đây em phải cố mà làm vừa lòng má Hoàng, nghe chưa em? Sao má là ông chủ, được họ thương rồi á, em muốn làm gì cũng được. Còn nếu không á thì bà sẵn sàng loại bỏ em đó. Ông chủ là ai mà ghê gớm vậy? Ông không sợ pháp luật hả? Pháp luật á là nằm trong bàn tay của ổng đó. Ngay cả đến công an á mà ổng còn cài người vào được. Huống chi là tụi mình, không có nhầm nhò gì hết em. Rồi có ngày ổng sẽ phải trả giá. Em ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Chị đã nói rồi, phải cẩn thận để người ta nghe thấy là không nên. Thôi vô trong đi. Đi. Minh hả con? Dạ con chào cô. Ừ, về nhà đi. Dạ. Dạ. Con đi siêu thị thấy cái này chắc là hợp ý cô cho nên con mua tặng cô. Dạ. Cậu Minh nè, đến nhà chơi là quý rồi, còn bày đặt quà cáp làm gì? Nhưng mà dù sao thì cô cũng cảm ơn con. Dạ, Thủy có nhà không cô? Nó đi công tác rồi, nó đi suốt ngày. Thôi con ngồi chơi để cô lấy nước con uống. Dạ. Con uống nước đi. Dạ cảm ơn cô. Nó nói với cô là nó làm việc ở văn phòng, nhưng giờ chả ai biết nó làm gì. Nó đi tối ngày, không có lúc nào ở nhà hết. Có khi đi suốt cả tháng luôn. Nhà còn ai nữa đâu. Vắng vẻ chỉ có mỗi hai thân già. Buồn quá con à. Bác cứ gả Thủy đi lấy chồng là Thủy phải ở nhà thôi. Nói thì dễ lắm, nhưng ai mà nói được cái con cứng đầu đó. Thật ra con rất quý em Thủy. Chỉ mới gặp em có một lần, nhưng lúc nào con cũng nghĩ đến em. Con mong sao bác hiểu ý con. Minh nè. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 35. Cái tuổi của con bây giờ là suy nghĩ cái gì cũng chín chắn lắm.
Má con cũng già rồi, bà muốn con có vợ, xin cho bà đứa cháu nội. Mà em Thủy không biết có người yêu chưa hả cô? Được vậy thì quý lắm. Nhưng dù gì thì cái việc này cũng phải do em nó quyết định. Cô thì chỉ là người nói giúp để cho em nó quyết định thôi.